Yo, what is up guys? It's Kenny from Kenjin Boy. Wow, mình bị liệu cái intro cũ. Hello, xin chào mọi người. Mình là Ken, đến từ Kenjin Boy và chào mừng mọi người quay lại với Kenjin Boy Games. Wait, từ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ken, đến từ Kenjin Boy và chào mừng mọi người quay lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới. Game này mình không biết tên của nó, tại vì cái tên của nó trong một cái ngôn ngữ đó mà mình không biết. Cái tên này sẽ tên là Knatko. Thì đơn giản cái game này á, nói về việc là một cô hướng đạo sinh đi vào rừng và để lạc đám nhóc, và mình phải tìm lại những đứa nhóc đó. Đây, đây là đứa nhóc đầu tiên. Ok, mình có được em bé hát chị dễ thương quá liều. Ê, tao nghĩ có một đứa nhóc trong đó đó. Từ từ nha, làm sao mình lấy nó ra? Nút nào vậy? Wait, nút nào vậy? Chữ C để chọi con nít. Ok, giữ nút C là nhắm mình có. Bro, tao muốn chọi thẳng vô cái bảng này như thế nào. À, mày nên vào thùng rác đi, vì đó là nơi mày thuộc về. Có một thằng nhóc cho nó thiệt. Tại sao mày, làm sao mày lên đó được? Làm sao mày lên đó được mà mày không xuống được? Đó là câu hỏi tao muốn trả lời á. Tao sẽ phải hy sinh một đứa nhóc để tao kéo mày xuống. Oh my god, ta không nghĩ là tụi bay sẽ nhớ gì sau chuyến đi này về đâu. Tại tụi bay sẽ bị chấn thương não và tụi bay sẽ quên hết mọi thứ xảy ra. Hello, wake up. Có rất là nhiều cách để gọi một người dậy. Có thể là đặt vô thức, lay nó dậy. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ cầm một đứa con nít khác để chọi vào đứa con nít đó và kêu nó dậy. Làm sao qua đó đây? Khoan, đừng có nói ta là mình sẽ phải lấy cái em bé để chậu ở cây để cho cây này ngã xuống nha. Lại một đứa lại ngủ nữa. Mày ngủ trong rừng nấm hả? Công chúa ngủ trong rừng nấm. Má chắc này nó trip líu cái đầu luôn, xong giờ đang ngủ. Ê, tao đang thắc mắc là mình ném tụi nhỏ xuống sông được không ta? À ok, tính ra nó còn có nhân tính xíu á. Là mình có thể cầm em bé chọi vào một cái cây, nhưng mình không cầm em bé chọi xuống sông được. Ok, hợp lý. Ok, về thôi các con. Rồi lên xe. Tóm lại thì mình thấy cái game này là game dễ thương thôi. Nó vui, nó hơi phi lý thế thôi. Game ok á. Thì cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Like để các bạn thích, subscribe xem thêm. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Stay fabulous. Bye.